Ví dụ số 1 đây. Các em để ý này. Tìm số phức Z thỏa mãn. Thỏa mãn điều kiện này. Z bằng 1 cộng với y nhân với 3 trừ đi 2y trừ đi 5y nhân với z liên hợp chia cho 2 cộng với y. Và số phức z đó sẽ là gì? Thì ở đây chúng ta có 4 đáp án đây. Các em quan sát đề bài nha. Thì ở đây cách thứ nhất, các em có thể lấy đáp án các em thay vào. Tuy nhiên cách này chỉ thử được đối với trường hợp đó là đề bài cho sẵn đáp án. Trong trường hợp mà đề bài nó không cho đáp án mà lấy đáp án đó để sử dụng làm những cái điều kiện khác thì khi đó chúng ta không làm được cách này. Vậy thì cách làm của chúng ta, cách làm tổng quát đối với những dạng toán như thế này là cách nào? Vậy chúng ta sẽ có như sau này. Thường đối với bài này chúng ta đặt Z bằng A cộng BI. Sau đó chúng ta đi tìm Z liên hợp và đặt vào. Đặt vào cái đẳng thức này. Biến đổi nhân hoặc làm gì đó đưa cả hai vế về dạng đại số của một số phức. Và sau đó chúng ta làm điều kiện cho hai số phức bằng nhau. Các em hiểu chưa? Đấy, vậy chúng ta đã có hướng đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào cái bài này. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em ví dụ đầu tiên này. Được chưa? Đầu tiên thầy sẽ đặt Z bằng A cộng với B. Trong đó AB là thuộc R. Sau khi đặt xong, chúng ta thay vào cái đẳng thức. Ta có này. Z bằng A cộng với BI sẽ bằng A. Ở đây cái đẳng thức của chúng ta xuất hiện Z liên hợp. Vậy chúng ta suy ra Z liên hợp sẽ bằng là A trừ B trừ BI. Đấy. Bằng đầu tiên 1 cộng với Y nhân với 3 trừ 2Y trừ đi 5Y nhân với Z liên hợp A trừ BI và nhân với 2 cộng y. Xong chưa? Đến đây các em này. Có hai cái hướng đi, một hướng là chúng ta nhân quy đồng khử mẫu. Đây là một đẳng thức, do đó các em quy đồng khử mẫu bình thường. Cách thứ hai là thực hiện phép chia ở đây. Còn đây thì hiển nhiên